cột mốc thứ tư công khai tình yêu, công khai người yêu của mình, hay bạn sẽ live stream và giao lưu với các chia sẻ một chia sẻ hẹn hò cảm thấy như thế nào? Là mình sẽ live stream xong rồi mình kiểu úp mở, hay là mình mở thẳng ra là anh thì úp mở đi, úp mở thế nữa anh sẽ giả bộ và giả dạng gì đó, xong cái em live stream, vậy là sẽ stream trên fanpage của em. Ừ, ok chưa? Ok, em bấm rồi nè. Hello mọi người. Xin chào mọi người, ngày hôm nay thì mình có một cái chuyện khá là đặc biệt muốn chia sẻ với mọi người. Đó là hôm nay mình sẽ công khai cái người mình hẹn hò. Và tại sao lý do ngày hôm nay mình công khai thì thế này. Trong suốt khoảng thời gian vừa rồi ấy, thì mình thấy các bạn có vẻ hay ship mình với lại anh Nguyên đi đúng không đấy? Cho nên mình cảm thấy khá là áp lực về cái chuyện này. Cho nên hôm nay mình sẽ quyết định là mình sẽ công khai cái người mà mình đang hẹn hò ra. Mọi người đoán là ai không? Cho mọi người thời gian đoán đấy. Hả nha, anh hỏng lắm luôn rồi á. Trời ơi, sao ai cũng đoán là Winnie hết vậy? Không phải đâu. Mình với anh Winnie là chỉ là quay clip chung với nhau, collab chung với nhau một số clip thôi, chỉ là công việc thôi chứ không có cái gì hết. Chị đang tương tư anh nào ta? Một anh rất là đẹp trai, đối với mình rất là đẹp trai, không phải là một người lãng mạn và cũng không phải là một người hài hước nữa, trái ngược hoàn toàn với anh Winnie nhá. Ngoài cái tên anh này ra thì mọi người đoán được cái tên khác không? Trời ơi, tại sao vậy? Tại sao cứ phải là anh Winnie? Biết ai chết liền, vậy là sao mà biết được? Ok chưa? Xin giới thiệu với các bạn, đây là người mà bọn đang hẹn hò. Ta 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 ta. Anh à, anh ơi lỗ này đi. Các bạn biết ai đây không? Đây là cái người bạn trai của mình mà mình đang hẹn hò đấy mọi người ạ. À? Ai đoán được không? Đây, cho xem cái tay đi. Cho xem cái tay để xem biết được đây là ai không. Không phải Vin đi đâu. Nói Vin đi là hạnh buồn á. Thôi em nghĩ là anh nói một cái câu nào đó cho mọi người biết giọng anh đi ha. Ôi, làm khó mọi người cực. Nói như vậy sao mọi người biết ai? Xin chào các bạn. Em thấy mọi người cứ nói Windy kìa. Bỏ ra cho coi con mắt coi biết được ai không. Bây giờ hãy tiết lộ từ từ ra nhờ. Đầu tiên là bỏ cái này ra đi. Đấy. Tóc đen nha mọi người. Đây là người Việt Nam. Tóc đi. Biết ai chưa? Đoán được chưa? Cởi áo ra luôn hả? Cái giọng này, cách diễn xuất này chính là ai cơ? Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Windy với lại Nam Phương. Trời, lần đầu tiên anh gọi em là Nam Phương luôn á. Bạn em tên Nam Phương đúng không? Mình phải gọi nhau bằng cái tên thân mật anh nè. Miu. Đây là anh Cún, người mà mình đang hẹn hò. Ngày hôm nay mình với lại Miu đang hẹn hò thử làm người yêu với nhau. Trong vòng 24 giờ đồng hồ. Trong vòng 24 giờ. Miu bấy lâu nay thì yêu thầm Windy. Thành ra là bây giờ cơ hội để Miu có thể bộc lộ ra được cái nén trong lòng mình bao lâu nay. Bộc lộ tình cảm của mình. Đúng rồi, bộc lộ tình cảm. Thành ra là em chỉ còn có vài tiếng nữa để bộc lộ thôi. Thành ra là nếu như em không bộc lộ là anh bộc lộ. Miu với tập là rất là tự tin vào bản thân.
Em thấy điều đó cũng tốt mà, nó đâu phải thì, là tật xấu đâu. Có nghĩa là em tự tin quá em sẽ bị biến thoái đi. Biến thoái anh dùng từ ghê lắm. Còn cảm nhận của anh ngày hôm nay, hồi sáng khi mà đi chơi với em, đi hẹn hò với em, nắm tay em cái thứ, anh cảm thấy sao? Cảm thấy giống như kiểu được top 1 khi mà chơi game vậy đấy. Kiểu lên đỉnh đấy. Lên đỉnh đấy. Lại lên đỉnh. Không thì mỗi lần top 1 có nghĩa là em lên được đỉnh cao nhất đấy, gọi là như vậy chứ. Rất là thú vị. Ok thì mong là tất cả các bạn ở đây sẽ ủng hộ cho hai đứa mình và sẽ đón xem mấy giờ phát kìa. Mấy giờ phát? 22:45 tối thứ tư hàng tuần trên HTV7. Thì mọi người sẽ cùng đón chờ kết quả sẽ như thế nào. Tại vì kết quả tối ngày hôm nay sẽ chiếu trên HTV7 chứ mình sẽ không thông báo cho anh em biết. Đúng rồi, không thông báo đâu. Để mọi người hóng á. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Và mong là mọi người sẽ đón xem chương trình này trên HTV7, chương trình 24 giờ thử yêu vào lúc 22:45 hàng tuần vào tối thứ tư để xem Wendy và Bóng có quyết định như thế nào khi mà mọi người gán ghép nhiều như vậy, kết quả nó sẽ ra sao. Bye bye. Ok, anh với em cũng đã hoàn thành xong cột mốc thứ tư rồi. Đó chính là chúng ta công khai tình yêu. Và bây giờ trước khi đến quyết định thì cột mốc thứ năm, hai bạn sẽ cùng thực hiện việc chăm sóc một em bé. Hả? Trong vòng 2 tiếng. Em bé. Dựa theo hướng dẫn của chương trình về thời gian biểu của em bé. Em bé nào? Em bé nào? Em bao giờ chăm sóc em bé chưa? Em chăm sóc em bé thì em có chăm sóc rồi. À, em bé mấy tuổi? Từ lúc mới sinh luôn anh. Mới sinh? Ừ. Hay vậy, có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm đầy mình. Vậy mốt đẻ con là có kinh nghiệm rồi đúng không? Nhìn như bà cụ non ấy. Nhá. Sao nhìn như vậy? Hello. Ôi mới khóc nhè này. Anh ơi, mẹ mới khóc nhè râu ấy. Nước mắt đầm đề luôn. Trời ơi. Nhưng mà trong này rồi ghi cái gì nhỉ? Chăm sóc em bé theo thời gian biểu sau. 4 giờ cho bé uống sữa. Chén bình sữa và nước sôi. Anh ơi, thời gian biểu này. Đi. Vậy là phải đi pha sữa uống trước đúng không? Nó đói bụng hết. Là bụng giờ. Con đói bụng không? Con uống sữa không? Con uống sữa pha sữa cho con nha. Anh ơi, bé uống sữa mẹ em đủ lạnh đấy. Để chú đi pha sữa cho. Chà chà chà, cái này chơi sao? Cái này lắc này. Lắc nhẹ đúng không? Đúng không? Làm đi nha. Nha. Ôi, nước ức kìa. Bóng ơi, cái này phải sữa không vậy? Đâu em xem anh ạ. Hay là tàu hũ? Nhưng mà em nghĩ có cái bình sữa mà. Đâu sữa của con, đâu con chị anh à. Anh ơi, sữa ai để ngăn đá? Thằng đó ai mới bảo anh là ngăn đá. Sữa sẽ để dưới này. Có một cái bình sữa. Ôi sao em ẩm nó hết khóc rồi hay vậy? Ôi sữa bé đâu? Anh nghĩ là cái bịch đó đó, đúng không? Không, sữa phải loại, sữa mẹ thường không có. Sữa mẹ phải loại. Cái này á. Cái bịch này á. Ôi, lạ á. Thấy chưa? Mình với anh Winnie khá là lúng túng từ cái việc mà đi tìm sữa cho em bé, không biết sữa ở đâu mà sữa mẹ thì nó như thế nào. Tại vì trước giờ mình nghĩ là sữa thì sẽ ở trong bình chứ không nghĩ là nó ở trong cái bịch. Cho nên khi nhìn cái bịch thì nó khá là lạ. Sữa nè, đúng không? Bây giờ anh với em sẽ phải hâm cái này lên. Đúng rồi. Rồi cách hâm sữa nè. À, cái bịch này nè, đó. Đúng cái bịch này rồi. Sữa để trong ngăn mát, cứ đi bú cho vào máy hâm hoặc nước ấm, 40 độ C hoặc hâm trong nước nóng. Lắc nhẹ để nước bể hòa tan hoàn toàn.
Anh nghĩ là bây giờ á, mình lấy cái nồi, mình nấu nước sôi, xong mình... Em thấy ở đây có cái ấm mà. Ờ, ok. Anh nấu cái ấm đi, ra trường chơi đi. Có cái con gấu kìa. Con gấu kia. Vẫn vẫn dưới sợ hả? Vẫn lạnh hả? Bắt tay đi. Bắt tay nha, không bắt tay không? Không, không nói rồi. Anh nghĩ chắc đói bụng mà. Em phải kìa. Em chịu con kìa. Chơi nha. Ngâm nước ấm. Nhưng mà phải trụng vào nước sôi chứ hả? Quá trời kẹo luôn. Chữa em chữa thêm kẹo không chữa? Kẹo đi qua mua không đây? Ai mua kẹo không? Sao mình dở vậy ta? Anh sẽ chế nước ra bớt ở ngoài. Nhiều nước quá làm sao nó sôi được. Khi mà nghe em bé khóc thì cảm thấy khá là rối. Bởi vì không biết dỗ bằng cách nào để em bé nín nữa. Thì xong may mắn thì cuối cùng thì bật một bài nhạc lên thì bé cũng nín. Nhưng xong rồi lại khóc, xong rồi mình rối, cực kỳ rối luôn. Mình với anh Wendy thậm chí là không biết phải làm cái gì bây giờ nữa. Mình giao hết cái việc làm sữa cho anh Wendy. Bởi vì anh Wendy không thể bế được bé, không biết bế như thế nào, không biết dỗ như thế nào. Kiểu em bé đói mà khâu dục anh Wendy cũng không được ấy. Xong rồi cả hai đứa đều lúng ta lúng túng. Không cho cầm nữa. Không cho cầm như nào luôn á. Rồi. Tên. Trong mỗi lần mình làm việc gì, ví dụ như là cho bé uống sữa hoặc là mở tivi cho bé xem, nói chung là tất cả các việc đang làm cứ tự nhiên muốn khóc là khóc, hay là không muốn khóc cũng khóc, như nào đó mình cũng không biết được ý của bé muốn cái gì. Nói chung là bắt nhạc này bắt nhạc kia và tìm đúng cái nhạc và bé thích thì tự nhiên im re một cách lạnh thường. Và đúng là chỉ có cha mẹ mới hiểu được con của mình biết gì. Mất con anh khóc vậy làm gì? Anh cũng biết luôn á. Nhưng mà nếu mà người quen chắc nó không khóc luôn. Cũng có. Tùy. Ít thà. Cho bé uống sữa, cho bé kể chuyện, đọc sách, dạy màu sắc, chơi trò chơi. Chơi trò chơi. Kể chuyện. Wow. Khuôn mặt có thể biểu hiện được rất nhiều màu trạng sắc. Trạng thái cảm xúc. Trạng thái cảm màu xúc sắc khác nhau. Thế anh cứ để nó đi, nó đang im rồi. Mỏi lưng. Nào mà đau. Mỏi à? Anh định làm gì? Anh để con nó bằng không? Không bị đau. Anh bị bé đúng không? Ừ. Khó đó, tại cái đầu nó dựa vào người em rồi. Tôi thấy dựa người. Cơ thể, cảm giác, nai, mắt, lưỡi, 1, 2, 3, lè. Lè. 1, 2, 3, lè. Thấy Nam Phương rất là
rất là hay khi mà vừa mới thấy em bé là Nam Phương có thể tiếp cận, nói chung là dỗ dành rồi dỗ cho em bé nín, rồi chỉ sau một chốc lát thì em bé lại thích Nam Phương ẩm hơn là việc Wendy ẩm. Nó thích em bé rồi. Uống nước cam mà. Nó thích em bé hơn anh. Kiểu nó quen á. Anh lại thêm cái biển nữa. Có cái biển ngoài đó đó. Cái biển đó hả? Cái biển đó kìa. Bây giờ thay cái biển luôn hả? Chắc là phải thay chứ nhỉ. Này hả? Dạ đúng rồi. Nhờ. Này mặc hết rồi. Anh nghĩ là thay đồ đi xong rồi cho nó ngủ đi. Thay đồ nha. Thay đồ. Anh để em. Rồi. Đúng người bể là phải không khóc nha. Anh lấy kiểu xuống cho xuống. Xay nó qua để cho nó vừa coi như vậy. Đúng rồi đó. Không, nó không coi được khóc. Anh kéo lên nha. Kéo lên chứ. Cái việc mà mình thay tả cho bé rất là khó khăn, có nghĩa là bé sẽ không chịu hợp tác, phải giơ tay lên xong rồi thọt qua các kiểu đâu. Chúng ta phải lặn tay của bé vô, có nghĩa là cởi nút xong rồi mở ra và mặc, giống như là phải mặc đồ cho một người không muốn mặc đồ, rất là khó khăn. Quay lại cho nó ôm đi. Vừa rồi là giống như là một cơn ác mộng của Wendy thật. Tại vì mẹ Wendy chỉ có một mình Wendy à. Thành ra là trước giờ chưa từng chăm sóc em bé hay là nuôi giùm hay là trông em. Nói chung là từ trước giờ chưa bao giờ đụng tới em bé. Là anh thấy sao? Cảm giác là bình yên. Trời ơi, mọi tay thì kiểu muốn xài tay luôn ấy. Tính ra sau này sinh con khổ lắm á. Công nhận. Qua cái trải nghiệm này mà để đánh giá anh Wendy có phải là người hỗ trợ tốt với mình nếu như trong tương lai mà mình với anh này có một đứa bé như thế, thì mình thấy mặc dù hơi lúng túng nhưng anh này rất là cố gắng hoàn thành những cái việc gọi là hỗ trợ mình một cách tốt nhất. Thì mình nghĩ là về sau khi mà thật sự là trong một đứa em bé như vậy thì cố gắng như vậy thì nó sẽ nâng cao kỹ năng hơn, và anh ấy làm cũng khá là tốt mà. Theo Wendy thấy thì những ai về sau mà có thể lấy được Nam Phương làm vợ thì chắc là rất là ok, bởi vì rất là giỏi trong việc săn sóc em bé cũng như là trong gia đình. Bây giờ là cột mốc thứ 6, nhưng cũng là cột mốc cuối cùng ấy, là hiểu ý nhau. Hiểu ý nhau. Hai bạn sẽ trả lời 5 câu hỏi của chương trình để thử mức độ hiểu ý của nhau. Ok. Đi vào đây. Đi vào đây. Đi một cái. Thử coi đáp án anh với em có giống nhau không? Lần đầu hai bạn gặp nhau là khi nào? Lần đầu. Trong tiệc công ty. Đúng rồi. Đúng rồi. Trong tiệc công ty thì vô tình là Udi để ý thấy được bạn rất xinh trong công ty đi ngang qua mặt mình. Xong bắt lại chụp hình. Thật ra lúc đó là chỉ muốn là chụp hình câu like thôi. Hết. Cũng không có nói gì với nhau. Đúng rồi, không nói gì hết. Nhau là như thế. Câu thứ hai nha. Câu thứ hai. Anh đặt. Nếu có một ngôi nhà chung, hai bạn thích sơn nhà màu gì nhất? Em màu trắng. Trắng xanh dương. Nhưng mà cũng có màu trắng giống nhau. Câu thứ ba đi. Nếu yêu nhau thì hai bạn dự định trong bao lâu sẽ kết hôn? Khi nào sẵn sàng và đủ điều kiện? Tại sao lại nghe mà luôn? Anh không nghĩ là anh phải tạo dựng cái gì đó trước rồi mới kết hôn à? Này tại vì anh sợ
không ngay nó mất thôi. Không ngay nó mất thôi. Ok, anh tiếp tục nha. Món ăn Wendy thích nhất là gì? Đoạn cay và hủ tiếu. Hủ tiếu. Tại sao em biết được? Tại vì em thấy anh hay up story, lúc nào cũng chụp tô hủ tiếu. Câu okay. Cuối cùng. Nếu được đi du lịch, hai bạn thích đi đâu? Chị trúng được một ý à? Tại sao lại chọn đi Úc? Tại vì anh nhớ là em thích đi Úc. Em lại nhớ là anh còn nói em thích đi Nhật. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà anh với em chỉ trùng cái là Hàn Quốc thôi. Ok, đã 5 câu rồi. Và thì chúng ta hiểu với nhau được 4/5. Tính ra cũng kiểu hiểu chứ. Tới giờ trải qua rất nhiều cột mốc thì so với lúc đầu mà tụi mình mới bắt đầu gặp nhau thì cho đến thời điểm hiện tại thì Woody có cảm giác là gần gũi và thân thiết hơn rất là nhiều. Thật sự là cái tình cảm ban đầu của mình với lại hiện tại bây giờ nó đã tiến triển nhỉnh hơn một chút rồi, cảm thấy gần gũi với anh hơn, hiểu anh hơn. Em thấy anh hay mặc màu trắng nhờ. Anh rất thích màu trắng. Anh muốn làm xoáy cái áo trắng à? Được thì cũng... Đó, anh cười điệu cười xoáy ca coi. Điệu cười. Em có chiêu anh hoài. Em có chơi gì đâu, sự thật mà. Hồi trước anh quay cái MV gì đó, anh cười có được đâu. Anh cười lại đi. Em bây giờ đi ăn kiểu này chưa? Em chưa. Chưa bao giờ luôn á. Mình có nước lọc. Thử thách là phải uống hết ly. Hấp dẫn quá. Từ nhỏ tới lớn chưa được kiểu như vậy luôn á. Anh thì thích kiểu không phải là biết có bị kiểu bị quê không mà anh thì thích kiểu bình dân. Em thì tiểu. Tiểu. Trong những buổi mà quan trọng như vậy thì mình không thể dân giả được, đúng không? Mình phải làm cho nó trang trọng lên thì những lúc cần thì phải trang trọng. Đúng rồi. Còn bình thường thì sao cũng được cả. Thì bình thường anh công việc không chắc cũng không biết nhiều về em này cái kia. Thì ngày hôm nay từ sáng đến giờ thì biết được là em biết chăm con nít, xong rồi nhìn em cũng rất là làm cho người khác thích, anh nghĩ vậy. Có nghĩa là những người con trai sẽ rất là thích. Có nghĩa là những cái...
khùng. Em biết nhạc lên thì em nhảy thôi. Em tặng anh bài này đó. Ý là cảm xúc anh giờ giống kiểu bị mới từ đâu bước về vậy, kiểu gì, có nghĩa là nó rất là khác. Vậy á? Anh rất là bất ngờ. Thật không? Nè, chuẩn bị trước rồi nào? Vậy á. Thật ơi, em chuẩn bị trước cách đây vài chục phút. Vài chục phút mà nhảy được. Thì buổi tối hôm nay mình đã chuẩn bị tiết mục nhảy cho anh này xem về một cái bài hát. Bởi vì mình để ý có một lần mình nhảy cho công ty thì anh này đã quay lại cái đoạn nhảy đấy của mình. Thì anh ấy rất là thích xem mình nhảy. Trong buổi tối ngày hôm nay thì mình nghĩ là mình sẽ chủ động nói với anh ấy về cái tình cảm của mình. Bởi vì mình thuộc dạng người là yêu là phải nói, thích là phải nói. Có một tí gì đó gọi là rất là muốn là giữ người con gái này ở lại bên cạnh mình. Giây phút quyết định này thì Wendy sẽ có một bí mật dành tặng cho Nam Phương. Và cũng là chắc là sẽ ngỏ một ý thể hiện cái cảm xúc của Wendy lúc bấy giờ. Nhưng mà chưa hết không? Em còn một món quà để tặng anh. Nữa hả? Ừ, món quà này thì em tự tay làm. Tại em đã mất khoảng 2 tiếng mấy, gần 3 tiếng để có thể hoàn thành được cái món quà này. Mặc dù có thể là nó không được hoàn hảo lắm, không được đẹp lắm, nhưng mà em mong là anh sẽ vui khi mà nhận nó. Cái này là gì không? Bức tranh. Em rất thích vẽ tranh, cho nên em thường là thể hiện tình cảm bằng cách vẽ tranh. Theo bức tranh em dành tặng cho anh là những trái ớt. Dạ. Thì em thấy ớt là như là một cái signature của anh vậy đó. Em vẽ con mèo này ở đây là em vẽ anh. Nó mang cái sự là ấm áp. Bởi vì em cảm thấy anh rất là ấm áp. So với lại những lần trước em hay nói anh là anh không hề lãng mạn một tí nào cả, là anh có ý nhưng mà không thể hiện ra được. Nhưng mà nguyên một ngày hôm nay thì em cảm nhận rõ hơn về anh. Em thấy anh rất là ấm áp, biết quan tâm mọi người xung quanh, quan tâm em. Còn đây là em. Hai bên này đều hướng về một cái cây, hướng về một cái phía trước. Tức là em luôn bên cạnh và ủng hộ anh trong tất cả mọi việc anh làm. Bức tranh của anh. Cảm ơn em rất nhiều. Và lại ngoài bức tranh này ra thì em có làm một cái nữa. Cái nữa? Ừ. Chắc là anh nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt lại hả? Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại nhé. Nhắm mắt đi nè. Ta da. Anh cảm ơn em. À. Sao anh im lặng quá vậy? Anh làm em ngại đấy. Từ trước giờ anh chưa được ai tặng quà mà nhiều như thế này mà còn rất ý nghĩa. Cho đến nay là 24 năm nay thì chắc là ngoài mẹ anh thì quà anh nhận nhiều nước là chẳng tính đến từ em. Cảm động quá. anh không hiểu tại sao nha. Bình thường anh có thể nói rất là nhiều, nhưng mà anh hiểu sao tự nhiên bây giờ lại có một người mà anh lại khó nói như vậy. Ngày hôm nay chắc là một ngày đánh dấu mốc vào cuộc đời của anh. Về sau có như thế nào nữa thì chắc là anh cũng sẽ nhớ cái ngày này nhiều lắm. Đúng rồi, thì có lẽ anh phải cảm ơn chương trình rồi. Không, anh cảm ơn em. Em hả? Chương trình thì có thể mang đến cho anh nhiều cô gái khác nhau, nhưng chỉ có em mang đến cho anh cảm xúc ngay lúc này là của riêng em. Thì hôm nay anh cũng có một món quà dành tặng cho em. Em biết đây là gì không? Lá thư hả? Lá thư. Xến quá. Em không biết. Em đoán thử xem. Đoán được không? Tiền hả?
Bao nhiêu mua được em? Dạ dạ. Tưởng đâu bao nhiêu anh về anh rút liền. Chưa biết luôn. Em chị. Em chị đúng không? Cái gì vậy? Đây là giấy đăng ký. Giấy đăng ký. Đây không? Đây là vé máy bay. Đây là vé máy bay đi Hàn Quốc. À, anh đặt vào tháng 10 mùa thu. Tại vì anh nghe em nói rất là thích đi Hàn Quốc, và đặc biệt là vào mùa thu. Thì đây là vé anh đã đăng ký cho cả tên em và tên anh. Anh lấy được hộ chiếu của em. Tại sao? Anh nhà công ty. Tại vì trước em có đăng ký đi Phuket đúng không? Thì đấy là lý do anh có thể đăng ký được cái vé này. Anh đăng ký từ trước rồi. Thì đây là món quà dành tặng cho em. Có nghĩa là em giữ vé này, em muốn đi một mình hay là có muốn rủ anh đi vào tháng 10, là khoảng 4 tháng nữa, thì cái này anh muốn để cho em quyết định. Mong em sẽ vui. Trời ơi, không biết nói gì luôn ấy. Cảm ơn anh. Để em sẽ giữ cái vé này hả? Xong để đụng cái ngày đấy ha. Alo, anh ơi, anh xếp hành lý xong chưa ấy đúng không? Sẽ là do em quyết định hết. Cho anh ôm em một cái được không? Hả? Cho anh ôm em một cái. Em cảm ơn anh.